Xin chào các bạn, ở đây mình đang có một cái tay cầm chơi game của Logitech làm cho những cái máy iPhone 5 và iPhone 5S. Thì cái này nó có tên là Logitech PowerShell Controller và thiết kế của nó dạng như vậy. Ở trung tâm ở giữa nó có lõm xuống và chúng ta sẽ đặt cái iPhone nằm ở giữa này. Thì cái iPhone sẽ kết nối với cái tay cầm này bằng cái cổng Lightning nằm ở đây, thay vì kết nối không dây Bluetooth như những cái thiết bị khác. Về thiết kế thì cái này nó khá là đơn giản. Ở phía bên trái chúng ta có một cái cụm nút analog lên xuống qua lại nằm ở đây. Cái nút ở đây bạn thấy là khi chúng ta gạt lên thì nó sẽ có một cái lẫy, nó sẽ đè xuống cái nút home, đè xuống cái nút nguồn của cái iPhone để dùng để bật tắt màn hình. Ở phía bên phải thì mình có cụm phím nút ABXY dùng để chơi game, các phím nhấn nè. Ở đây là phím dùng để pause game. Và mình có những cái lỗ này là cái lỗ loa và cái lỗ micro, để ví dụ như là nó có tiếng âm thanh nó sẽ lọt vào ở dưới này và lên đường này. Ở phía trên này thì mình có thêm hai cái nút left right để làm những cái phím chức năng phụ khi mà chơi game. Ở mặt sau thì chúng ta có cái thiết kế mặt sau hai bên trái phải này nó gờ lên một chút để tạo cái cầm nắm nó chắc chắn và được làm cái hoa văn caro sần sùi. Ở đây thì cái đèn này sẽ làm cái chức năng là chớp đỏ khi mà chúng ta cắm sạc cho cái thiết bị này. Ở đây cái lỗ này thì khi mà chúng ta gắn cái iPhone lên, chúng ta gắn bằng cách đặt nó lên đây, ấn vô thì cái camera và đèn flash nó sẽ hở ra chỗ này để cho chúng ta chụp hình, nó không có bị che cái camera đi. Ở trên này thì mình có một cái nút nguồn để bật tắt cái tay cầm này. Cái tay cầm này nó có cái pin là dung lượng 1500 mAh và nó có thể sạc luôn được cho cái iPhone. Khi mà chúng ta bật cái này, tức là sử dụng cái nó và nó đồng thời sẽ sạc cho iPhone của bạn. Ví dụ ở đây mình, đây ví dụ cái nút home, cái nút này để bật nguồn này, mình gạt lên, nó sẽ đẩy vô cái đấy và nó bật cái iPhone lên. Ở dưới này chúng ta có một cái lỗ này là để mà cắm tai nghe, đi kèm phụ kiện ở trong nó sẽ có thêm một cái nối dài, cái cắm tai nghe để mà cắm vô và cắm cái tai nghe 3,5 ly lên. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử cái game trên cái tay cầm này. Cái tay cầm này đang có giá bán là 70 đô và nó khi gắn vô sẽ làm cái iPhone của bạn nó dài ra, giống như là cái iPhone 7 hoặc iPhone 8 gì đó. Bây giờ mình đã gắn cái iPhone vô cái tay cầm này và mình bật nút nguồn lên thì nó đồng thời nó sẽ sạc cho iPhone luôn. Cái tay cầm này của Logitech là được chứng thực bởi Apple là phụ kiện hợp chuẩn cho iPhone, nên là nó có giá bán rất là mắc, 70 đô. Và nó có một cái nhược điểm là nó chỉ hỗ trợ những cái game nào mà đã được hỗ trợ cái hàm API của Apple và có danh sách ở trên cái của trang hỗ trợ sản phẩm này của Logitech. Còn những cái game khác, ví dụ như cái game Contra này mình cài vô thì nó không có chơi được, chúng ta vẫn phải chơi bằng màn hình cảm ứng. Bây giờ mình sẽ chơi thử những cái game mà đã được hỗ trợ, ví dụ như là ở đây chúng ta có Asphalt 8, Asterix, KO, Warriors 2. Ví dụ bây giờ mình sẽ chơi một cái game đơn giản là Asterix. Đây, cái game này có cách chơi rất là đơn giản. Người ta sẽ kêu mình dùng hai cái phím trái phải ở trên này nhấn vô cho ông Asterix ổng quay cái tay. Ông quay cái tay mạnh lên cho chúng sẽ đấm cho cái người này văng đi. Như vậy. Tương tự thì một cái game đi cạnh khác là Warrior 2. Ở đây mình có một cái vị samurai, ý xin lỗi, một cái vị hiệp sĩ gì đó cầm đao đi, và mình sẽ điều khiển bằng cái cần analog này, xin lỗi, cái cần D-pad này, lên xuống đi xuống. Đánh thì mình sẽ dùng cái nút X. Thì với những cái game mà đi cảnh như vậy thì có một cái tay cầm thì chúng ta chơi nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, không có phải chạm tay lên màn hình cảm ứng để bị che những cái góc khi mà chúng ta chơi game, rất là đơn giản. Tương tự thì với những cái game đua xe như là Asphalt 8 thì cũng được cái tay cầm này hỗ trợ. Ở đây bình thường ví dụ những cái game mà chơi đua xe như vậy thì chúng ta sẽ nghiêng máy để điều khiển. Thì ở đây mình có thể điều khiển bằng cách là nhấn qua lại luôn, mình không có cần phải nghiêng cái iPhone. Và khi mà nếu mà có nót thì chúng ta tăng tốc bằng cách là nhấn cái cần ride ở bên phải ở trên này. Khá là đơn giản. Xin cảm ơn các bạn.